Hello, xin chào các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay mời các bạn đi tiếp tục đi đến các chợ để xem tình hình chuẩn bị Tết như thế nào nha các bạn. Mình đang ở chợ An Đông, chợ lớn ở thành phố và cũng chuyên môn bán sỉ và lẻ. Ngôi chợ này các bạn, nó có cái đặc biệt là những Việt Kiều về nước thì rất là ưa thích mua sắm ở đây. Thứ nhất là cái lượng hàng hóa nó dồi dào, và thứ nhì là cũng về giá cả và có bán sỉ và lẻ. Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều của ngày Chủ nhật 11 tây tháng Giêng 2021 đó các bạn. Đây là quang cảnh trước mặt tiền chợ. Chợ này cũng mới được xây dựng lại nên nhìn rất là khang trang các bạn. Bây giờ mình bắt đầu đi vô chợ xem sao nha các bạn. Trước hết mình đi vô cái khu vực bán các cái loại đồ khô, là cái loại đồ thông dụng của sử dụng trong dịp Tết. Mặt hàng chủ yếu ở đây là tôm khô, cá khô, khô mực và các loại hạt điều, hạt dưa. Nói chung là các loại đồ để sử dụng trong dịp Tết để ăn uống chế biến. Nhìn chung hàng hóa rất dồi dào, vì đây là chợ thuộc loại lớn và bán sỉ nữa các bạn, nên họ tập kết hàng rất nhiều. Hàng hóa đang bắt đầu tập kết để chuẩn bị để phục vụ cho Tết. Vào thời điểm này thì thấy người đi mua sắm cũng chưa nhiều. Có đủ các loại mứt và cũng có các loại trái cây sấy nữa, rất là hấp dẫn. Các bạn nhìn thấy cảnh người ta bốc vác hàng đi và đến, hàng đang tập kết rất là nhiều. Đây là hàng đã mua đóng gói sẵn sàng để đem về. Các bạn thấy có chiếc xe tải này là người ta nhận chở giao hàng đi các nơi trong thành phố đó các bạn. Chợ này phục vụ cho trong nội địa nhiều cho nên cũng ít bị ảnh hưởng bởi dịch Covid như ở chợ Bến Thành. Nhưng mà nói chung thì cũng rất là giảm sút nhiều các bạn. Bây giờ mình lên lầu coi những cái hàng gian hàng về quần áo. Đây là gian hàng về áo dài, các cái loại vải mà áo dài. Xin chào, chào các bạn. Hôm nay mình lại trở lại của chợ An Đông để quay tiếp thêm cho các bạn xem nhiều cái gian hàng nữa nha các bạn. Bây giờ là khoảng 10 giờ rưỡi sáng ngày 11 tháng Giêng 2021. Thấy tình hình tấp nập hơn chiều hôm qua, xe cộ cũng rất là nhiều.
đường phía trước chợ này là đường An Dương Vương, quận 5 đó các bạn. Hôm nay mình lên lầu để xem hoạt động của khu vực quần áo. Vì là chợ bán sỉ nên quần áo họ tập kết rất là nhiều, phục vụ cho nhu cầu mua sắm quần áo mới trong dịp Tết của bà con. Vì là chợ sỉ nên họ hoạt động rất là chuyên nghiệp, các bạn thấy họ đóng gói hàng rồi tấp nập luôn. Các bạn thấy cũng có một số quầy đóng cửa, thuê sạp hoặc sang sạp luôn. Gian hàng áo dài đủ loại, đủ các loại màu sắc và kiểu dáng. Áo gồm có áo dài của người lớn cũng như là áo dài của trẻ em, rất là dễ thương. Các bạn thấy có các quầy sạp này đóng cửa là những cái quầy sạp bán hàng thủ công mỹ nghệ, những cái quà lưu niệm phục vụ cho khách du lịch nên cũng bị ảnh hưởng nặng nề, phải đóng cửa. Các gian hàng áo dài thời điểm này cũng vắng khách, hy vọng những ngày cao điểm tới thì sẽ khả quan hơn. Đây là một gian hàng mỹ nghệ tương đối là lớn và họ cũng còn hoạt động. Mình ghé vào xem và mua một vài món đồ và tiện thể quay cho các bạn xem luôn. Hàng hóa đủ loại rất là bắt mắt các bạn. Những cái món quà lưu niệm nhỏ xinh rất là dễ thương. Các cái loại như đồ móc khóa hay đồ dán tủ lạnh hoặc là những cái quà lưu niệm là hình Việt Nam, những cô gái áo dài Việt Nam, tranh ảnh. Các loại quạt giấy, quạt tay có in hình sông nước, những miền quê. Rồi những cái tranh ảnh về Mũi Né, có những bà đồi cát hoặc là Vịnh Hạ Long, rất là dễ thương các bạn. Các đồ thủ công bằng tay, những cái chiếc xe đạp nhỏ xíu, rồi những chiếc xe xích lô hoặc là xe gắn máy rất là dễ thương. Với cái hiệu nha. Hãy
Đến những cái cây đàn nhỏ xíu này cũng có nữa nè các bạn, đàn tỳ bà, đàn guitar dễ thương quá. Đi tham quan một vòng chợ cho các bạn xem rồi bây giờ mình trở lại phía trước mặt tiền chợ nè các bạn. Đường phía trước mặt của chợ là đường An Dương Vương, quận 5 các bạn. Còn đường ở phía sau của chợ này là đường Hùng Vương. Mà mình có nói chuyện với một chị là cũng bỏ hàng trong chợ này thì nói là giảm rất nhiều các bạn. Mình xin dừng video tại đây và sẽ cập nhật tiếp tình hình tại các chợ trong thành phố vào những ngày tới nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo nha các bạn. Xuân sắp về rồi các bạn ơi, kính chúc các bạn một năm mới an lành, hạnh phúc và nhiều niềm vui.